lên sóng giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn một cặp loa của hãng Sony. Cặp này tổng công suất nó là 200W anh em nhé, chiều kháng 6 ohm, loa tách dàn chung. Cặp này anh em mua về có thể ghép vào cục âm ly hoặc của dàn mini hoặc là dàn chung hoặc là cục âm ly dàn đại cũng rất là ok. Tổng quan hai loa này rất là đẹp mới anh em nhé. Đây là cái sau của nó này, chưa bền nở luôn, rất đẹp mới. CD đuổi nhá, 777, 788 luôn. MD 555 mô đen, trở kháng 6 ohm, tổng công suất là 200W, hai loa. Đây, hình thức rất là mới đẹp luôn, rất mới đẹp và mình đã vệ sinh tương đối sạch sẽ rồi, hay căng còn nguyên lành anh em nhé. Cặp này là sở hữu của cặp bát 16 anh em nhé, diện tích ở bao ngoài là 17.5, và chất rất đẹp luôn, thiết kế rất đẹp luôn. Đây, anh chất thiết kế rất đẹp luôn. Nó bát gân cao su rất là mềm. Cặp này bát đánh cực kỳ lực và ấm nhé, đặc trưng của dòng Sony là rất lực, bát đánh rất lực và ấm. Mình sẽ mở lớn để anh em cảm nhận cái chất âm của nó và mình sẽ có cái báo giá ở cuối video anh em nhé. Anh em chú ý xem hết video. Bác đánh khá là tưng ngực và rất là hay luôn. Cặp này thì Trung Viên Audio đang bán quý vị anh chị và các bạn với giá là 1.650.000 nhá. Anh em nào mua hàng mà chuyển khoản hết thì bên mình sẽ tặng anh em một bộ chân đế để kê loa cho nhìn nó sang trọng. Và anh em nào mua hàng mà chuyển khoản cọc thì mình sẽ phép là không tặng quà tặng anh em nhé. Giá trên thì chưa bao gồm phí ship anh em nhé. Anh em mua hàng liên hệ với số Zalo là 0975 575 262, hoặc truy cập vào kênh của Trung Kiên Audio là tên là Trung Kiên Audio, hoặc là truy cập trang fanpage là Trung Kiên Audio để tham khảo các cái mẫu loa và các mẫu dàn khác ở bên mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video.